Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 16 tháng 9 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin 6 hải cảnh lùa chấp pháp Việt Nam, 4 điều tốt bị rơi nơi tư chính. Vâng, quả thật trong thời gian vừa qua các bạn đã thấy rất nhiều những thông tin liên tục về việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Nhưng mà thông tin mới nhất của ngày hôm nay là Trung Quốc đã điều tới 6 tàu hải cảnh để hộ tống tàu Hải Dương 8 đang thăm dò ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và chúng tôi xin chia sẻ đó là trên bản tin của tweet của Zuid China Z News đã đưa ra ngày hôm nay. Và với biểu đồ của những chiếc tàu này đi qua được đưa lên mạng xã hội cũng như những trang truyền thông khác, và đặc biệt là trên trang Zuid China Z News này, thì đã nói rất rõ rằng ngày 15 tháng 9 năm 2019 có vẻ như giàn khoan dầu Hakuryu vẫn đang hoạt động. Ít nhất một tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã trở lại để tham gia nhóm hộ tống Hải Dương 8. Dự kiến cảnh sát biển Trung Quốc tàu số 31302 cũng sẽ tham gia trở lại sau vài giờ nữa. Và nếu mà đi để gần lại những hình ảnh này, các bạn sẽ thấy rất rõ là tàu của Việt Nam rất cô đơn trong cả một đám tàu rất đông của Trung Quốc. Và những cái thông tin này liên tục được truyền tải trên các mạng xã hội và truyền thông quốc tế. Nhưng ở trong nước thì các bạn đã không được báo chí trong nước đưa tải vì có lẽ nhiều lý do khác nhau mà những tổng biên tập của báo nhà nước không thể đăng tải như vậy để phục vụ người dân Việt Nam. Và rất nghiêm trọng ở chỗ khi trên 800 cơ quan báo đài nhà nước hưởng lương từ tiền thuế của nhân dân vẫn luôn luôn im lặng trong thời gian này và không đưa tin cập nhật thường xuyên cho 90 triệu người dân Việt Nam, thì điều đó khẳng định rằng nhà nước Việt Nam đã có chủ trương, có cái đường lối che giấu thông tin với nhân dân Việt Nam, với cái người mà đang đóng thuế nuôi ngay cả bộ máy đảng, bộ máy chính phủ và chính quyền Việt Nam, thì điều đó rất bất lợi cho Việt Nam trong thời gian tới. Khi đấu tranh với Trung Quốc và đưa những thông tin ra quốc tế thì Việt Nam đã không thể đưa một cách đầy đủ và chi tiết những cái điều mà Trung Quốc đang gây ra ngay trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và Bộ Ngoại giao Việt Nam sau vài lần gửi công hàm phản đối thì thời gian này vẫn chưa có bất cứ phản ứng nào tiếp theo, và điều đó cũng sẽ gây tiếp tục một cái bất lợi tiếp theo cho Việt Nam trong cái việc đấu tranh chống Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Và chúng ta chỉ có thể thấy hình ảnh gần đây nhất đó là vào một cái ngày, một thời gian vừa qua là ngày 12 tháng 9 thì Bộ Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút ngay lập tức nhóm tàu khảo sát Hải Dương địa chất 8. Về đây, thông tin này đưa ra sau khi báo chí quốc tế đã đăng rất nhiều ngày trước đó và chi tiết những thông tin. Thậm chí có những tờ báo như báo Nhân dân ở trong nước lại đăng ngược lại, và họ cho rằng những cái thông tin mà tàu Hải Dương 8 đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là tin giả. Nhưng ngay sau đó một ngày thì Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phải xác nhận là đúng như vậy. Và Bộ Ngoại giao Việt Nam nói nhóm tàu Hải Dương địa chất 8 đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam lần thứ 3 từ ngày 7 tháng 9. Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận chiều ngày 12 tháng 9 và yêu cầu Trung Quốc rút ngay lập tức nhóm tàu này. Đây là người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã nói vào ngày hôm vừa qua, đó là 12 tháng 9. Liên quan tới việc tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 quay lại vi phạm chủ quyền Việt Nam, Bộ Ngoại giao ngày 12 tháng 9 khẳng định đã xác nhận và cho biết cương quyết phản đối hành động phi pháp này của Trung Quốc. Và tất nhiên đây là những công hàm nhiều lần của Việt Nam trong tất cả cái thời gian vừa qua, nhưng Trung Quốc đã không đếm xỉa đến những cái thông tin của Việt Nam đưa ra, và họ vẫn tiếp tục không những rút đi mà họ còn điều thêm rất nhiều tàu hải cảnh của Trung Quốc vào để hộ tống tàu Hải Dương 8 đi ngày càng sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thì vẫn im lặng trong gần 3 tháng qua về vụ việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam rất nghiêm trọng này, mà báo chí trong nước, Bộ Ngoại giao Việt Nam và ngay cả báo quốc tế đã đăng rất nhiều, và ngay cả những cái nước như Mỹ và Liên minh châu Âu cũng đã ủng hộ Việt Nam và nói rõ điều đó. Nhưng ông Nguyễn Phú Trọng vẫn không hề, với vai trò của người đứng đầu nhà nước, chủ tịch nước, đã đưa ra một cái thông báo hay nói bất cứ một cái thông tin gì về việc này, và dường như ông ta đã lờ đi, mặc dù ông Nguyễn Phú Trọng có xuất hiện trong một số các sự kiện gần đây, mà gần đây nhất chúng ta thấy ông vào ngày 14 tháng 9 vừa qua cũng đã xuất hiện. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tự hào là mái trường Đảng mang tên Bác. Đây là hình ảnh của ông Nguyễn Phú Trọng đã xuất hiện. Sáng ngày 14 tháng 9, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm trọng thể 70 năm xây dựng và phát triển 1949-2019. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo, tức là ông Nguyễn Phú Trọng đi chỉ đạo rất là hăng hái những cái việc như thế này. Nhưng cả một đội tàu của Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền Việt Nam liên tục trong hơn 2 tháng qua thì ông đã không hề nói đến.
và cùng dự có các ủy viên Bộ Chính trị như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân. Và đây các bạn cũng đã thấy rất rõ là bài báo ở trong nước đã đăng về điều này, với hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang đi dường như là đi chập chững để đi, nhưng mà rất cố gắng để đi. Sau cái vụ đột quỵ ở Quyên Giang vào tháng 4 năm 2019 thì ông đã khá bình phục vì được các bác sĩ chữa. Nhưng cái sự xuất hiện của ông cùng với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay vì ông Ngô Xuân Lịch trong cái lúc căng thẳng như thế này thì cần phải quan tâm đến đời sống và quan tâm đến cái việc của các chiến sĩ ngay trên cái vùng biển đang bảo vệ chủ quyền đất nước, và quan sát và theo dõi liên tục các đường đi của tàu Trung Quốc. Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng lại phải đi dự những cái buổi mang tính chất hình thức như thế này, thì đây có phải chăng là một cái con bài, một cái cách thức để ông Nguyễn Phú Trọng lôi những cái người đứng đầu và có trách nhiệm của nhà nước, của quân đội đến những cái nơi mà không cần thiết, và qua đó họ sao nhãng cái việc bảo vệ chủ quyền đất nước, đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, và qua đó họ sao nhãng cái việc chỉ đạo cái hoạt động của đất nước của chính phủ, đó là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Và cái điều đó mà ông Nguyễn Phú Trọng và những cái người lãnh đạo đảng và nhà nước chắc chắn cần phải có suy nghĩ thêm trong cái tình hình mới, vì bất cứ lúc nào với những chiếc tàu hải cảnh hung hãn của Trung Quốc đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nó sẽ tấn công những cái tàu nhỏ hơn của Việt Nam và đâm chìm và gây ra những tác hại to lớn. Và hiện nay chỉ có lực lượng cảnh sát biển Việt Nam vừa yếu vừa mỏng so với Trung Quốc là đưa tàu ra tìm mọi cách để ngăn cản, nhưng đã bất lực trước cái lực lượng hùng hậu với hơn 300 chiếc tàu hải cảnh của Trung Quốc trong thời gian qua đã được đưa ra sử dụng, và số lượng tàu điều đến bờ biển của Việt Nam, vùng biển của Việt Nam và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì rất lớn và hung dữ. Và hình ảnh chúng ta thấy bằng chứng rất rõ trong cái thông tin ngày hôm nay chúng tôi cũng nhận được, đó là ngày 15 tháng 9 2019, chỉ còn tàu Khánh Hòa giữa bầy một bầy 5 tàu hải cảnh Trung Quốc gần nhà giàn DK1 và giàn khoan Hakuryu 5 của Nhật Bản đang thăm dò cho Rosneft của Nga và dầu khí Việt Nam. Và nếu mà để lại gần thì các bạn cũng thấy rất rõ, đây là hình ảnh của chiếc tàu Khánh Hòa số 01011 và xung quanh là tàu Trung Quốc chặn và không cho lại gần chiếc tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đang hoạt động ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và ngay sát cái nhà giàn khoan của Nhật Bản, cũng như là nhà giàn DK1 của quân đội nhân dân Việt Nam đang chốt giữ. Và không thấy bóng những chiếc tàu của cảnh sát biển Việt Nam khác hoặc tàu hải quân Việt Nam thì càng không xuất hiện. Thì đây là cái điều rất khó hiểu đối với Bộ Quốc phòng khi ông Đại tướng, ông Ngô Xuân Lịch đến dự những cái cuộc gặp dường như vô thưởng vô phạt ở Học viện Chính trị Hồ Chí Minh mà lại bỏ quên đi những cái người đồng đội của mình đang ngày đêm chiến đấu trên biển để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Và các phóng viên thì hiện nay cũng không được đi ra theo tàu như lần trước khi có những cái việc quan trọng như trường hợp vào những năm 2014 và những năm trước khi giàn khoan 981 của Trung Quốc kéo vào trong vùng biển Việt Nam thì họ cũng vẫn có được đi. Nhưng lần này chúng ta đã không thấy những hình ảnh đó, mặc dù tàu Trung Quốc xuất hiện lần này còn nhiều hơn và lớn hơn, cũng như tình trạng nguy hiểm gấp hàng nghìn lần, như ông một cái tướng vị tướng công an vừa rồi ở tại Việt Nam cũng đã phát biểu như vậy. Đây là hình ảnh các bạn có thể thấy, trước đây là tàu Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu Việt Nam do phóng viên báo Tuổi Trẻ đã chụp được. Và song song với hoạt động động thái hạ đặt giàn khoan trái phép Hải Dương 981, Trung Quốc đưa hàng trăm tàu và các loại vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, trong đó có nhiều tàu chiến, thậm chí tàu Trung Quốc còn phun vòi rồng công suất mạnh, chủ động đâm va vào tàu công vụ của Việt Nam. Các tàu Trung Quốc cũng phong tỏa vùng biển xung quanh giàn khoan Hải Dương 981. Và đây các bạn thấy rất rõ, đây là hình ảnh mà chính báo Tuổi Trẻ đã chụp được trước đây. Nhưng lần này với vụ việc nghiêm trọng hơn rất nhiều mà các phóng viên quốc tế và phóng viên trong nước không hề được tháp tùng và đi xe theo những tàu hải cảnh của Việt Nam, tàu cảnh sát biển của Việt Nam. Vậy điều đó rất nghiêm trọng khi chính phủ Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam ém đi và giấu đi những thông tin nghiêm trọng như vậy cho đối trước người dân Việt Nam. Và sau những đâm va gần 3 tháng nay với Trung Quốc, có lẽ cảnh sát biển Việt Nam đã mệt mỏi và có thể cũng đã thiệt hại khá nhiều mà chúng ta không thể kiểm chứng được. Họ cũng không dám công bố hình ảnh
đương đầu, đối đầu với tàu cảnh sát biển Trung Quốc và tàu hải cảnh Trung Quốc. Vì vậy, chính vì vậy mà mạng xã hội đã nổi ra rất nhiều những tin đồn đoán mà các chiến sĩ hải quân Việt Nam đã bị thương nặng hoặc có những người hy sinh. Nhưng chúng ta không thể kiểm chứng được những thông tin này bởi vì Đảng Cộng sản vẫn luôn tìm một cách giấu thông tin đối với người dân. Và Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đang rất nghiêm trọng ở chỗ những cái sự việc đang diễn ra ở ngoài Biển Đông, ngay cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thì các chiến sĩ của Quân đội Nhân dân Việt Nam đang phải bảo vệ hàng ngày, hàng giờ trước cái sự xâm lấn của Trung Quốc. Và những cái người này, chiến sĩ này đang đóng trên những cái nhà giàn hoặc những cái đảo nổi nhỏ và ở ngoài khơi thì rất mong manh trước cái hung hãn của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Và điều đó sẽ rất xảy ra hoặc là nguy hiểm đến tính mạng khi Trung Quốc đột ngột tấn công Việt Nam trên biển. Và trong đất liền thì truyền thông nhà nước có lẽ cũng đã được chỉ định và được lệnh là cho phép không hoặc không cho phép đăng ở một mức nào đó. Nên gia đình và các thân nhân chiến sĩ hải quân đang đóng ngoài biển đảo cũng không hề biết gì về an nguy của con cháu mình trước người đồng chí Trung Quốc. Và ngay trước đây ít phút giờ tôi cũng nhận được cú điện thoại từ Việt Nam gọi sang từ một cái chiến sĩ làm nhiệm vụ hải quân ở miền Nam Việt Nam, và họ nói rằng thông qua những video clip này thì của Thời báo .d và một số trang báo khác thì chúng tôi mới biết được là tàu Hải Dương 8 và những tàu hải cảnh Trung Quốc đang tiến sát ngay khu vực nhà giàn DK1 và những cái khu vực mà chúng tôi đang phải ngày đêm chốt giữ. Điều đó rất nguy hiểm vì các chiến sĩ Việt Nam, Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng không hề được biết những thông tin này, và chắc chắn sẽ làm bất lợi cho Việt Nam khi đấu tranh chống Trung Quốc trong thời gian tới. Và Đảng Cộng sản Trung Quốc thì từ trước đến nay vẫn luôn hứa với Đảng Cộng sản Việt Nam là quan hệ của họ tôn chỉ 4 tốt và 16 chữ vàng. Và điều rất cụ thể mà các bạn có thể tham khảo và xem ngay trực tiếp ở đây đó là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Tập Cận Bình uống trà trong nhà sàn của cố Chủ tịch Hồ Chí Minh được đăng tải trên trang báo của Trung Quốc và có dòng chữ Trung Quốc bên cạnh. Và họ cho rằng Việt Nam dường như rất thân thiện với Trung Quốc, và ông Nguyễn Phú Trọng thì cho đến nay cũng chưa phát biểu gì về tất cả những cái sự việc đang diễn ra ngày đêm trên ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và nhưng giờ đây với việc Trung Quốc tăng cường tàu hải cảnh và thăm dò hoạt động bất hợp pháp trên vùng biển của Việt Nam, vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, thì niềm tin của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho Chủ tịch Tập Cận Bình có lẽ đã bị tan vỡ như bong bóng xà phòng, và chúng ta cũng không thấy ông nói bất cứ điều gì thêm về Trung Quốc nữa. Nhớ lại cái câu nói của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu sau hội nghị với Tổng thống Philippines tại Manila vào ngày 21 tháng 5 năm 2014, cũng đã phản ánh đúng kết quả ngày hôm nay mà người dân Việt Nam đang phải gánh chịu từ nhà cầm quyền Bắc Kinh. Và hình ảnh của chúng tôi có thể chia sẻ với các bạn mà các bạn cũng có thể xem ở trên một số trang truyền thông trong nước vẫn lưu giữ. Đó là việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố là không đánh đổi chủ quyền lấy hữu nghị viển vông. Và điều tuyên bố này thực sự là rất mạnh, mà chúng ta không hề thấy sau ông như Nguyễn Xuân Phúc thì cũng không hề nói với Trung Quốc những cái điều này. Và ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thì càng không nhắc tới cái việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam, và nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao của Việt Nam sau này cũng không có thể thốt lên được những điều này. Và đó là vào sự việc diễn ra vào tháng 5 năm 2014. Trả lời câu hỏi của các hãng thông tấn quốc tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng, nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó. Thì đây là rất rõ ràng, một người đứng đầu chính phủ mà nói như vậy thì chắc chắn rằng có những cái điều rất tệ hại đã diễn ra thời gian qua đối với Việt Nam từ phía Trung Quốc, và ông Nguyễn Phú Trọng dường như không nhận ra điều đó, cho nên vẫn mù quáng tin theo người đồng chí Bắc Kinh. Mà bây giờ hậu quả là Trung Quốc gần như đã chiếm trọn vùng Biển Đông, và những cảnh sát biển Việt Nam đã không làm gì được họ khi họ liên tục thăm dò trong suốt hơn 2 tháng qua. Và điều cần làm lúc này để phá vỡ cái thế cờ vây của Trung Quốc đối với Việt Nam, đó là phía Biển Đông Trung Quốc liên tục xâm phạm chủ quyền và ngang nhiên thách thức cái chủ quyền Việt Nam. Ở phía Bắc thì họ luôn luôn có những cái động thái đối với những cái hoạt động kinh tế của Việt Nam và áp chế khi cần thiết đối với hàng hóa Việt Nam nhập vào Trung Quốc. Ở phía Tây Nam của Việt Nam thì họ hợp tác rất chặt chẽ với Campuchia, và có những thông tin nói rằng là Campuchia đã ký hiệp ước bí mật cho Trung Quốc thuê căn cứ ở Riem ngay sát biên giới Việt Nam, và nó sẽ khống chế toàn bộ vùng Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên
các ông Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị và Ban Bí thư cần tỉnh táo nhìn nhận, đánh giá đúng thực tế về sự trở mặt của đồng chí Trung Quốc với Đảng Cộng sản Việt Nam, với nhân dân Việt Nam, để tìm ra con đường đúng đắn nhất cho đất nước với trên 90 triệu người dân, đó là tự do, dân chủ và một nhà nước pháp quyền. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ hai, ngày 16 tháng 9 năm 2019 từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết, cũng như để lại những bình luận và những câu hỏi để chúng tôi có thể cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất tới các bạn. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Chúc các bạn một ngày mới an lành.